Hôm nay Mimi về sớm nên mẹ tranh thủ đi chợ mua chút quần áo cho Mimi và Barbie luôn. Đối với mẹ thì chưa tới nửa tiếng, nhưng với con là đã 3 tiếng rồi. Vậy thì con nên về cùng lúc với Mimi chứ. Ai biểu ham chơi về trễ chi? Thời gian quý báu đã mất của con thì tính làm sao đây? Trời ơi, mua thiếu rồi. Cha Đu ơi. Dạ. Hồi nãy mẹ quên mua giá rồi, con đi mua giùm mẹ đi. Mẹ ơi, con đang coi tivi mà. Hôm nay lại là tập đặc biệt nữa. Hôm nay sẽ là tập đặc biệt của trẻ em trưởng thành. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ mẹ đang bận chuẩn bị bữa tối nên mới phải nhờ con đi mua giùm mẹ thôi mà. Nè cha Mimi, em đi mua cho mẹ đi. Em cũng phải coi tivi mà chị. Mimi vẫn chưa giỏi làm phép tính, con bé sẽ không đếm được tiền. Con mau đi đi cha Đu à. Thật không công bằng mà. Con đi nhanh đi rồi về thì vẫn còn kịp xem mà. Tại sao con cứ luôn cãi lời mẹ hả? Con có muốn ăn tối nữa hay không đây? Dạ con biết rồi. Mẹ đưa tiền cho con đi, con sẽ đi nhanh rồi về. Em liễu hồn mà học toán cho tốt đi nha. Mình phải đi thật nhanh để về còn coi tivi nữa. Cho đến lúc mình quay lại, chương trình ơi đừng có hết nha. Cô ơi, con muốn mua giá. Mình đã phải nín thở và chạy thục mạng tới đây. Thậm chí mình còn phải bỏ ngang chương trình tivi mà mình yêu thích nhất nữa. Nhưng tại sao? Tất cả đều là tại mẹ. Được rồi, hôm nay sẽ là căn nhà này. Trời đất ơi, mẹ đã nói là hôm nay trời mưa mà. Sao con không mang dù theo? Nhưng lúc con đi mẹ đâu có dặn con mang dù theo. Rồi giá đâu? Hôm nay bên cửa hàng đó không có mở cửa. Chuyện này mà mẹ cũng không nhớ nữa là sao? Kỳ vậy cả. Thật tình là mẹ không biết chuyện này. Mà thôi, con mau đi thay đồ ướt ra đi. Nhanh rồi ra ăn tối. Vậy là thời lượng của chương trình đã hết rồi. Tạm biệt các con nha. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Chương trình của mình hết rồi. Mấy đứa ơi, ra ăn tối đi nè. Dạ. Thực sự đã hết rồi sao? Đó là tập đặc biệt, sẽ không được phát lại và mình không thể coi lại được. Tức là mình phải chờ tới tuần sau nữa mới được coi hả? Ăn thôi. Tất cả là tại mẹ hết. Từ giờ mình sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Nếu mình mà còn nghe lời mẹ thì mình sẽ đổi tên của mình luôn. Sẽ là Khoan Cha Đu, Ly Cha Đu chứ không phải là Cho Cha Đu nữa. Đúng vậy, từ giờ mình sẽ không nghe lời nữa. Ê, sao mà Cha Đu khóc dữ vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Mimi à, sao chị con khóc vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Chị ơi, sao chị ủ rũ quá vậy? Ôi, mẹ biết rồi, con đang giận mẹ chứ gì. Thôi mọi người ăn đi, đừng có quan tâm tới nó. Âm hồng. Cha Đu ơi, con mau thử món này đi. Món này đúng khẩu vị của con luôn đó. Con làm gì vậy? Ăn thêm đồ ăn đi chứ. Con ăn dày được rồi.
Con cứ ăn cơm không như vậy sẽ bị mắc nghẹn đó. Mau uống miếng nước đi. Con không uống nước đâu. Tóc của con vẫn còn ướt kia kìa. Mau sấy khô đi, nếu không sẽ bị bệnh đó. Con không sấy tóc đâu. Mình sẽ không nghe lời mẹ, không bao giờ nghe nữa. Ôi trời ơi, con đang học bài hả Shadow? Dạ con không có. Con đang định đi đâu đó? Dạ đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong nhớ tắt đèn đó, có nghe không? Con sẽ không tắt đèn đâu. Không tắt đèn, vậy con sẽ làm gì? Con sẽ không làm gì hết. Được thôi, vậy con đừng làm gì nữa hết. Dạ được, từ giờ trở đi con sẽ chỉ chơi thôi. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá à. Được rồi, hai đứa mau về phòng ngủ đi. Chúc ba mẹ ngủ ngon nha. Còn con nữa, mau đi ngủ đi. Con không ngủ đâu. Ê, vậy con cứ đứng đó mà chịu lạnh suốt đêm đi nha. Không đâu, con sẽ về phòng. Nhưng con tuyệt đối sẽ không đi ngủ. Chắc là hôm nay cha Đu giận em lắm. Anh đừng có quan tâm, con bé sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Mình không ngủ, mình nhất định sẽ không ngủ. Mẹ nghĩ mình sẽ sớm bỏ cuộc chứ gì. Nhưng không đâu, không bao giờ. Mình sẽ không nghe theo mẹ nữa đâu. Dạ, hôm nay trời mưa rất lạnh nên sẽ không ai dám bước ra khỏi phòng. Đúng là một cơ hội hoàn hảo để hành động. Em vừa nghe thấy tiếng gì đó. Ôi, anh xin lỗi, anh vừa mới xì hơi. Mới củ cải này nhìn tươi ngon quá. Mình sẽ có một bữa thật ngon. Ôi, khởi đầu của mình thật là suôn sẻ. Bức tranh này nhìn rẻ tiền quá. Không có gì hết trơn vậy nè. Hên là thằng nhóc không thấy mình. Kỹ năng lẩn trốn của mình đỉnh nhất thế giới mà. Lần này không phải do anh đâu. Trời ơi, em nghe thấy tiếng ai đó té cái phịch mà. Cái gì? Ai té chứ? Nhóc là ai vậy? Mình sẽ không ngủ, mình sẽ không nghe gì hết. Nhóc đừng có như vậy, con nít thì phải ngủ sớm đi chứ. Quan trọng là nhóc không nên hù dọa người lớn như vậy, biết chưa? Không được, mình sẽ không ngủ đâu. Nè nhóc kia, có phải nhóc đang mớ không vậy hả? Bị mộng du đúng không? Em nghĩ là nhà mình có trộm đó. Chúng ta phải làm sao đây? Mình hiểu rồi. Không có đứa con nít nào thức đến giờ này hết trơn. Nhóc không dụ được ta đâu. Mình không ngủ, mình nhất định sẽ không ngủ. Nhất định là vậy. Nhóc đừng có nói không ngủ nữa được không? Ăn trộm. Nè, đứng yên đó. Tôi đúng là ăn trộm, nhưng tôi chưa có lấy gì hết trơn á. Có ăn trộm hả chị? Cha Đu à, giờ này mà con còn thức nữa hả? Con nói là con không ngủ mà, sẽ không bao giờ ngủ đâu. Con vẫn còn đang chơi cái trò đó nữa hả? Có ăn trộm lẻn vô nhà lỡ con gặp chuyện gì thì sao? Có ăn trộm hả mẹ? Wow, chú đó là ăn trộm thiệt kìa chị. Thì đó, con bé không hề ngủ, nó phát hiện ra mình. Mình đã đi ăn trộm 10 năm nay rồi, vậy mà lại thua trong tay một đứa con nít sao? Con không quan tâm nhà mình có ăn trộm hay không đâu. Cứ để hắn lấy hết đồ trong nhà đi cũng được mà. Trời ơi, nhóc này mạnh miệng quá đi à. Cái con bé này, con bị mất trí rồi hả? Bình thường mẹ đâu có quan tâm tới con, nên nếu bị ăn trộm bắt đi cũng đâu có sao. Cho ông ăn trộm lấy hết đồ trong nhà luôn cũng được. Trời đất ơi, hai mẹ con nhà này giận nhau căng dữ. Sao con cứ thích gì là làm đó vậy? Không chịu nghe lời mẹ gì hết à? Con đã luôn nghe lời mẹ, nhưng mà mẹ khiến con thất vọng lắm. Từ giờ con sẽ không nghe nữa. Ê, bình tĩnh đi bà chị. Nhà chị chắc còn cãi nhau lâu lắm ha. Tôi đi trước đây.
Gì vậy? Nó muốn gì? Chú hãy đem con theo với. Thà Đu à, con mau qua đây với ba mẹ đi mà. Trời ơi, đây không phải là lúc nói chuyện này đâu. Chạy trước đi đã. Trời đất ơi, nó buông ta đã đi. Con nít phải nghe lời ba mẹ của mình chứ. Chú không ở đây nên chú đâu có biết cái gì đâu. À, trời ơi, chắc là ta bực quá. Thôi không nói nữa, đi trước cái đã. Bên kia đứng lại. Cậu trả con gái của tôi đây. Anh ơi, báo cáo cảnh sát đi. Củ cải này là thứ mà nhà mình bị trộm đúng không? Chắc là vậy, tôi vẫn chưa kiểm tra nữa. Vừa có chuyện là tôi báo với các anh liền hả? Nhờ con gái dũng cảm của anh chị mà chúng tôi mới bắt được tên trộm này đó. Cái tên này thường trộm ở các nhà quanh đây, nhưng có thâm niên nên khó bắt lắm. Thật vậy sao? Hắn ta bị bắt đúng là chuyện tốt. Nhưng mà Shadu nhà mình đâu rồi? Anh không biết nữa. Sao con cứ không chịu ăn đồ ăn vậy hả? Cứng đầu quá đi hả? Shadu, con còn trong đó hả? Ba chịu hết nổi rồi. Tại con chỉ toàn ăn cơm không nên mới như vậy đó. Con không ăn đồ ăn đâu. Con mau theo mẹ đến bệnh viện đi. Con cũng sẽ không đi đến bệnh viện. Mặc dù mình không nghe lời mẹ nữa, nhưng mình nghĩ là có lẽ mình nên ăn thêm rau củ hoặc gì đó tươi mát. Chứ chân táo bón này đúng là khó chịu. Hello, can you see again? China can you know me? Cause can so get ooh 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 거야